Yeah, speaking. They're all here. Okay, got it. Ray calling Unit 7. Keep an eye on the blondie in white of table number 9. And the guy with the blue jacket of table number 24. Take good care of them. Yes, sir. I got it. Excuse gentlemen, would you follow me out? Please come with us, sir. What's your problem? Just come. Dạ chào ông chủ. Tiếng Việt của cô tiến bộ nhiều đó. Tôi có quen một người bạn trai người Việt mà. Vậy cô học được thuần phong mỹ tục của đàn bà chứ gì? Vậy có nghĩa là sao? Thay áo cho tôi đi. Ông chủ thuộc ngôi sao gì? Ngày 1 tháng 5. Là ngôi kim ngưu. Số ông tháng này rất là tệ đó nha. Tại vì sao Hải Dương sẽ ảnh hưởng tới mệnh cung của ông. Vậy sao? Không sao đâu. Cái này trừ tà đó. Canh bạc có thể bắt đầu. Vì lý do năm vừa rồi, vua cờ bạc Tân Gia Ba Trần Kim Thành chơi một ván với thấu bạc ở ngoài khơi, đến nỗi phải bày tiệc thọ trong khám. Cho nên các nhà nghề thế giới đều cho rằng không tiện cho biết được bộ mặt thiệt của họ, để tránh phòng ngừa lợi ích chuyên nghiệp của họ. Hôm nay cuộc đua cờ bạc thế giới lần thứ nhất sẽ tiến hành bằng cách đeo mặt nạ. Hết thảy gồm 7 nước tham gia. Thực ra trong thế giới cờ bạc của chúng ta có thể nói là quạ hổ tàu lông. Tôi rất hy vọng trong kỳ thứ hai sẽ có càng nhiều cao thủ trong thế giới tham gia. Cuộc đua chính thức bắt đầu. Thưa các vị, tới đây chấm dứt. Coi bộ kết quả rõ ràng. Hạng nhất thuộc về đại diện bên Mỹ, ông Lo Lực. Tôi có thắc mắc. Tôi có nghi ngờ thân phận của đại diện Đài Loan. Thứ nhất, mỗi một ván cổ chỉ chơi tới lá bài thứ hai thì bỏ cuộc. Hoàn toàn không giống một tay bạc. Thứ hai, theo như tôi biết thì tên thật của đại diện Đài Loan là Hổ Nhạn Trữ Tam Hùng. Tôi nghĩ là cô này không có một cái tên của đàn ông, có phải không? Như vậy xin hỏi dụng ý của cô tới đây là cái gì? Tôi tới đây dĩ nhiên là có mục đích của tôi. Nếu mà ông muốn biết dụng ý của tôi thì xin mời ông theo tôi. Ông Lực, ông muốn gì? Không cần khách sáo, làm sao để mà xưng hô đi? Tôi tên là Dân Dân, Hồ Nhạn Trữ Tâm Hùng là anh hai của tôi. Tại sao ông Hùng không tới?
Ai nói tôi không tới? Em Hân, em về phòng ngủ của em đi. Dạ. Chính tôi là Hổ Nhãn Tử Tam Hùng. Nếu như ông đã tới, tại sao không tham gia canh bạc chứ? Còn lâu tôi mới tham gia những canh bạc như vậy. Tất cả đều bịt mặt lại, có gì phải giấu giếm thiên hạ chứ? Đây là yêu cầu của một số địa phương. Còn tôi là cố vấn của sòng bạc, lúc nào cũng âm thầm và không cho biết tướng của tôi. Thực ra các đại biểu khác cũng tầm thường thôi. Xin thú thật rằng, ngoài ông thần bạc đã hồi hưu ra, trong các người Á Châu, tôi chỉ coi một mình anh là đối thủ mà thôi. Ông quá khen. Đừng có lôi thôi với tôi. Anh tự hào là cây bạc chí tôn trong số người Hoa. Tôi cũng tự xưng là chúa cờ bạc trong Đông Nam Á. Tư Kim của Đài Loan gần đây đã mua hàng loạt ở nước Mỹ hầu để rạng rỡ tiếng tăm tôi. Không thể để cái tên chí tôn của anh tồn tại, tôi quyết hạ trong sòng bạc, anh hiểu chưa? Tôi đã tổ chức một cuộc đua chí tôn, không ở nước Mỹ, không ở Đài Loan, mà ở nơi trung lập Ma Cao. Tới chừng đó giữa anh và tôi sẽ phân định thắng bại. Lần này chính là lần quyết định. Anh nghe rõ chưa? Tôi cho anh biết, lần này là lần quyết định của anh. Có lý do gì mà tôi phải phân hơn kém với ông chứ? Anh không có quyền lựa chọn. Bởi vì ở sòng bạc này tôi đã đặt chất nổ ba nơi khác nhau. Tôi cảnh cáo cho anh biết, nếu trong 3 phút anh không có hứa với tôi thì sẽ bùng nổ ngay. Mr. Rossellini. Speaking. Our Italian friends have set 3 bombs inside the casino. And I have 2.5 minutes to consider his invitation to Macau. Do I make myself clear? Right, God. Get a disposal man immediately. Quick, you hear what I say? I don't mind, he's not alone. Tell him he doesn't arrive in 1 minute at the Palace of Buckingham. You get it? Quando coming? We respect your own decision, Mr. Rivier. But tell the fucking Taiwanese to pay for what they've done. Not one of them will leave here alive. Hey, how about you? It's my fault. Roger, pull me home. We got the first one here. Yeah, I got it. Over. Keep on searching, guys. There might be more around. Go, go. Quick. Unit 6 reporting. We're going to search the restroom now. Tell Unit 10 to stand by. We might need assistance at any time. Come on, babe. Let's get out of here. Nếu bây giờ mình giật ngay và nổ trong 5 giây không thể giết nó thì sẽ không có cách ngăn chặn bùng nổ. Nè, nếu anh nhúc nhích một cái thì sẽ có rất nhiều người bị nổ phanh tay. Được, tôi hứa với ông. Tôi biết là anh sẽ hứa mà. Tôi đã cái với người ta $5 triệu là anh sẽ hứa với tôi. Tôi ăn rồi. Tôi hứa chờ anh dán dòng. Nhưng tôi phải dốc sức thắng ông. Được không? Không cần phải sợ. Tôi phải tặng cho ông một tấm cạc vàng. Với tấm cạc vàng này, tất cả tiền chi tiêu của anh ở Macau đều vô tổ của tôi hết trơn. Hơn nữa,
Đàn em của tôi không có người nào quen biết anh. Tấm cạc này chính là bằng chứng thân phận của anh. Máy điều khiển này là giả. Ông làm sao điều khiển chiếc nổ đi? Đơn giản lắm. Miễn là tôi không có đứng dậy, mấy người anh em có mang ống dồn đứng ở cao ốc phía bên kia canh chừng tôi và sẽ điều khiển ngòi nổ. Khi tôi đứng dậy là dấu hiệu kêu họ đừng có hành động. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Một tay thăng tới, tôi sẽ chờ anh ở phòng khách trường đua ở Macau. Hy vọng là anh sẽ tới sớm vài ngày. Gọi điện thoại cho em Hân là được rồi. Nhớ nghe rõ những lời tôi đã nói. You can't go. Biểu cái thằng đen thua đi cho khác đi. Let him go. No, Mr. Rossellini said this Taiwanese pig cannot go. Ông Hùng. Mẹ mày. Mấy cái thằng gà chết này cản tôi không có nổi đâu. Những gì tôi hứa, tôi sẽ thực hành. Bây giờ xin mời ông đi ngay. Boss, are you okay? Yeah, I'm fine. Tôi quên nói cho ông biết là số của ông Thắng này rất là đen. Hôm nay ông có thể quá rủi thành mai đó. Tại vì số đen nó mới bắt đầu. Từ nay càng ngày càng đen hơn. Chết mẹ rồi. What do you say? What does it mean? Chết mẹ. Hả? Có nghĩa là dễ thương. Ông chủ, hôm nay ông đúng là chết mẹ ông rồi. Vậy? Chết thật đó. Cháu Lực, cháu về Hồng Kông nhớ tới thăm em họ của cháu. Con Eli hồi nhỏ cháu cứ ẵm nó đi chơi hoài đó. Bây giờ nó đã lớn rồi, đang học đại học, gửi tấm hình này cho cháu coi. Còn nhớ nó hay không cháu? Bây giờ thay đổi nhiều quá, nếu mà không thấy hình không nhớ đâu. Còn nhớ anh không? Không nhớ. Không nhớ anh sao? Lúc mà em còn nhỏ anh thường dẫn em đi Lê Duyên chơi đó. Tôi đâu có thích đi Lê Duyên. Anh dẫn em đi coi cine Địch Long và Khương Đại Vệ đó. Tôi đâu có thích coi vào cái phim đó. Hồi đó anh thường tắm cho em, vậy mà em không nhớ sao? Nè, đúng rồi nha. Anh là anh họ của em đây. Hả? Tôi đâu có anh họ gì. Vậy xin hỏi đây có phải là số 30 lần nhất đường Thái Tử không? Đúng rồi. Vậy người này có phải là cô không? Nếu cô không phải là em họ của tôi, tức là cô là Ellie. Không có sai, người này chính là tôi. Nhưng mà tôi nghe nói người này mới là em họ của anh, là cô Ellie đó. Tôi là Trân Trân. Xin lỗi nha. Thì ra anh chính là cái thằng răng hô mà Ellie thường nói đó. Tôi nói cho cô biết, đừng gọi tôi thằng răng hô nha. Ellie đâu? Ellie hả? Nguy rồi, về nhà rồi nói. Ellie về nhà thương rồi. Tại sao? Tại cái anh Leslie mù đó, nói gì ảnh cho nên mới tự tử. Cô dẫn tôi tới nhà thương đi. Nè, để tôi. Nè, mua hàng với bạn trăm đô Mỹ hả? Tiền đâu mà thôi. Nếu vậy khỏi thôi. Mua hàng chị cảm ơn nha. Nè, có 700 mấy thôi mà, sao không cho tôi trả? Tôi không có bao giờ xài tiền của đàn bà móc từ trong bóp ra. Đi. Chì, cái gì mà chủ nghĩa đàn ông vậy? Nó đã uống hết 6-7 viên thuốc an thần, làm cho tôi hết hồn hả? Là cổ rồi. Ý, mày có ai tới thăm mày nè? Anh Trân Hô. Bộ dở hả? Sao đến nỗi tự tử vì tình vậy? Nè, anh đừng có nhéo cổ nữa mà. Tại sao phải đến nỗi vậy chứ? Leslie. Câu chuyện này như thế nào? Nè cái anh Dali. Tại sao vậy, dở quá vậy chứ? Anh Dali à? Dali. Nè. Kêu bác sĩ đi. Anh lại. Tôi là anh họ của cậu.
anh họ. Anh chính là cái thằng đang hô anh họ làm việc ở sạp bên Mỹ mà Ellie thường nhắc tới. Tôi tên là Lực, anh có thể gọi tôi là ông Lực. Không được, anh là anh họ của Ellie, tức là anh họ của tôi, nhất định phải xưng hô là anh họ. Tôi tên là Leslie, nhưng người quen với tôi đã xưng hô tôi là công tử mù. Người không quen với tôi à, thì kêu tôi là mù đại ca. Nhưng mà kẻ thù của tôi đặt tên tôi là mù phá xè đó hả? Mù phá xè? Tại sao làm cho em họ của tôi đến nỗi vậy chứ? Có mà nói cho hết. Anh này là... Tôi là thằng Bỉ, là em họ của anh. Chuyện gì của cô Ellie à? Thôi sắc lại này. Tôi chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì thôi. Tại cô dạy dột thôi. Cô Ellie kêu anh đưa đánh của lỗi sao? Nè. Ông bà, nhưng mà thật sự tốt với anh nè, chứ có cổ thù, chỉ có Ellie thôi. Vậy mà anh thương tiếc sao? Đấy à, mày. Bao nhiêu năm rồi anh có người đàn bà tốt. Nếu không phải là vụ nữa thì mấy cô minh tinh ca sĩ tầm bậy tầm bạ. Họ lợi dụng mình khi có chuyện rồi đỡ đầu cho họ thôi. Anh thật là ngu quá. Hay anh ra bụi đời đó hả? Phải, nhưng chúng tôi không phải là người xấu. Mới bắt đầu tôi nói sẽ kết hôn với cổ mà. Nói tầm miệng cái gì? Nè, đúng rồi nha, mày đừng cho đánh đầu tao với người ta đó. 13 tuổi em sống kề cận với anh. Có chuyện gì mà em chịu anh chứ hả? Người đàn bà mày đầu tiên em thích, em cũng giao luôn cho anh nữa hả? Anh làm người ta có chữa cho người ta liều cây. Bây giờ gặp cô ấy thì tốt như vậy, anh cũng không chịu. Anh không thương thế sao? Anh đâu phải là người đâu. Hả? Như phải thôi nha. Mày nói nữa tao nói sùng đó. Mày dám đánh sao? Đánh đi. Đánh thì đánh. Mày đánh đi. Mày chọn nghe sao hả? Đánh đi. Ôi tao ghé mày sao hả? Nè, ghé mày sao? Mày nha. Thôi đi. Mày mà. Mày dám đánh tao sao? Đây là nhà thương mà. Nếu cô ấy liền có chuyện gì à, em tha cho anh đâu nha. Thôi bỏ đi mà. Theo như anh nói thì Ellie chính vì anh mà tự tử đó hả? Ồ, nghe cô Ellie nói, anh thách anh về chuyện giang hồ. Ồ, hay là vậy nha. Về nhà của tôi uống ly rượu, tôi sẽ kể đầu đuôi cho anh biết. Chịu không? Nhà này sao hả? Khá lắm chứ. Mỗi viên gạch ra đây là do hai bàn tay của tôi giành lấy. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, một nhà sáu miệng ở chung và một nhà dáng rất là chật chội. Tôi cùng em trai của tôi, cùng dì hai của tôi, ba người nằm trong giường dáng chồng chất lên nhau để mà ngủ. Lúc bấy giờ tôi nghĩ mai mốt tôi nhất định phải ở trong một căn nhà nguy nga như là cung đình vậy. Bằng không thì tôi thà là chết đi, mong rằng kiếp sau đầu thai sẽ ở trong một gia đình đầm ấm. Cho nên anh quyết định làm nghề hát ấm. Đôi khi số phận con người không có tới phiên mình làm chủ, số mình vậy em phải chịu thôi. Anh nghĩ tôi nói có đúng không? Tôi thấy dường như anh có nhiều tâm sự. Thôi xin lỗi nha. Nè, chắc hẳn như là anh họ của tôi. Anh tốt hơn tôi gấp 10 lần. Vừa mới chào đời, làm như thiên hạ đều thiếu của anh vậy. Em họ của anh nè, tôi nè, mẹ đã chết của anh. Có ai không phải tìm đủ mọi cách để mình đánh được vui chứ? Tôi nhớ là lúc mà anh gần chết đi, nắm chặt tay của tôi và nói với tôi: thằng mù lớn đầu vậy rồi vẫn còn khờ dại như vậy, cháu nhất định phải chăm sóc chúng nó nha. Không ngờ chăm sóc một cái đã gần 10 năm. Còn nữa, cái việc lăn lóc ở ngoài anh cũng được lên. Hình như lúc nào anh cũng được lòng các đàn anh đang chơi rượu chè cờ bạc. Còn tôi thì sao? Tôi thì giàu sanh ra tử, chuyện nào cũng gần chết cả. Tại sao anh không làm nghề đàng hoàng? Dễ như nói hay sao? Những gì chúng tôi đã biết thật quá nhiều rồi. Đằng này vừa bước ra tổ chức thì đằng kia đã bị dính rồi. Thiên hạ tưởng chúng tôi phản bội. Anh không có hiểu đâu. Cho nên Ellie mới cảm thấy chán nản. Thật ra cô Ellie thích anh lắm mà. Trước khi xảy ra chuyện tôi đã nghĩ ra rồi. Nếu như cần thì cho hai đứa nó tội nghiệp, cho họ số tiền, đi càng xa càng tốt. Nếu là anh mà trách móc thì hãy đem mình được gánh cho. Dĩ nhiên là lấy tiền rồi. Ok, bye bye. Nè 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 anh họ à, tôi đã trúng cái ngựa rồi. Nè cạn ly. Có thiệt không đó, Ellie bây giờ chưa biết sống chết, anh còn vui vậy à? Tôi vô coi bà Phi nấu cơm chưa. Thôi nè, cạn ly đi ha. Chúc tôi may mắn. Tôi nghĩ qua khỏi đêm nay, tôi muốn nghèo cũng khó lắm đó.
Tới chừng đó chuyện của Ellie và anh Mù sẽ không có gì hết. Tối nay có chuyện quan trọng sao? Chuyện gì? Hey, tối nay chúng tôi xuống hàng. Thôi tôi vô cà phê nấu cơm chưa? Qua đây ngồi đi. Đây là cái đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được ở trong cuộc đời của tôi. Đêm nay là đêm tôi kiếm được 3 tỷ đầu tiên. Anh buông chị kia à? Tôi còn nhớ năm tôi 8 tuổi, trong một đêm rất lạnh kiếm được, lúc bán bánh trưng cho người ta. Đêm đó lạnh thiệt, đại khái chỉ có 8 độ mà thôi. Tôi mặc một chiếc áo lạnh, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất lạnh lắm. Nhưng mà tới lúc đó tôi kiếm được một đồng bạc, tôi cảm thấy thế giới này được làm cúng. Cả thế giới này hình như là của tôi. Cho nên từ đó, bắt luôn tôi đói tới đâu, có sắp hình hấp dẫn tới đâu, tôi cũng không nỡ đem xài đâu. Giữ gì nữa tới hôm nay. Tôi hỏi anh có phải buồn chị kia không? Anh đừng có hỏi tôi mà. Tôi không bao giờ đụng tới chị kia đâu. Nhưng mà tôi muốn rút chân ra, nhất định phải làm một chuyện rất lớn, kiếm một số tiền để lót đường cho mai này. Anh nên hiểu mà, tôi không có đường lựa chọn nữa đâu. Tôi thiệt không biết hôm nay tôi làm cái gì. Mới gặp được anh hình như đã gặp được một người thân. Việc kiểm khai là hết. Có lẽ đây là duyên phận. Tôi hy vọng lần này là lần cuối của anh. Bởi vì tôi không muốn Ellie dính vào chuyện này. Anh yên tâm đi, tôi biết làm sao mà. Hả? Tặng anh nè. Món đồ kỷ niệm như vậy cũng tặng cho tôi sao? Tôi mong là tặng cho một người mà tôi hâm mộ nhất. Hồi đứng đi, đi. Tất cả ngồi im. Nè, mày làm gì vậy? Đứng lại. Nằm xuống. Ngồi im. Chuyện gì hả? Đứng yên. Giơ tay lên tường. Nè nè, có đồ ăn đây. Hả? Ăn chuyện vậy? Muốn chạy hả? Nè, đừng bắt ẩu nha. Anh bây giờ không cần phải nói nhiều. Mai này sẽ là bằng chứng ở trên tòa. Tôi đã bắt được tin là nhà anh đã có chứa ma túy. Thưa sếp, ở dưới chậu bông có xì ke thiệt. Tôi phải gọi luật sư của tôi. Yên chí đi, về tới sở anh sẽ nói thả ra với luật sư của anh. Dẫn tụi nó đi. Dạ. Không liên quan tới anh đâu, anh là bạn của tôi đó. Liên quan hay không, về tới sở sẽ biết. Đi. Thế để tôi lau sạch cái mặt đó. Được, tôi cho anh thêm 2 phút. Anh mau đi lau cho sạch đi. Thôi xin lỗi nha, phiền chanh quá. Anh vô phòng của tôi tắm đi. Ở trong có quần áo sạch đó. Nè, đừng vô qua chúng tôi nữa nha. Ê, đừng vô qua. Thì bố thơ đi. Ê, đi đi, đừng có gì. Nè, đi đây đó. Đâu rồi, đánh bây giờ. Hả? Đánh, đánh tôi mà. Đánh tôi sao hả? Đánh rồi, đánh lại thì sao? Đi, đi bố. Đi. Chúng tôi phải chờ bạn tôi tới nữa mà. Cái gì vậy? Đừng có lộn xộn như mày. Đi đi. Đi. Một cảnh sát làm cha hả? Đi. Tôi sẽ tới bên đó. Ê, đừng nói nhiều. Tốn cổ gì cảnh sát đi. Đi. Lấy lên, lấy lên. Lấy lên. Lấy lên. Lấy lên. Cảnh sát làm cha hả? Ê. Làm gì vậy? Bắt gì cảnh sát đi. Đi. Tốn cổ gì cảnh sát. Mắc mưu rồi. Chúng tôi là cảnh sát Hồng Kông, bang chống nhập cảnh phi pháp. Chúng tôi nhận được tin ở đây có người nhập cảnh phi pháp. Anh nhập cảnh phi pháp từ Trung Quốc hay là nước nào? Hey, anh đi, anh đi. Hey, dạ. Nè, coi tướng thằng chả hồi nãy không mất người á, cũng không có được đâu nha. Chúng tôi mới khổ đó, bị thế ngựa đau gần chết luôn. Vậy à? Nè nè nè, chút qua về là cho bây giờ đi ha, cho bạn bây giờ đánh ha. Đó, được. Chào 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 chào. Cảm ơn. Vậy ha, bye bye. Bye bye. Mở là còn có cái gì ngon không? Là nói đó nha, là nói nó có tiền đó mà. Lần này dùng căn nhà đẹp nhất của tôi để mà trả một giá rất là cao. Nếu trong vali chỉ có bây giờ 30 ngàn thôi thì tôi đánh lên bỉa đầu anh đó nha. Nè, chơi đếm cũng chưa dám bảo đảm là đàn bà đó.
Tôi chỉ nghe Lì nói là nó nắm cán trong sòng bạc và xách qua ly đẹp như vậy. Tôi mới đoán là nó có tiền thôi. Thế coi sao? Nè, mở nha. Cầm đi. Có phải không? Anh tự coi đi. Kỳ vậy? Trúng anh rồi. Một trúng bảy đó. Phán tài rồi. VIP. Chỉ tuần lộ lượt. Nè, nè. Quay. Anh có biết thằng anh Hồ nãy lại không vậy hả? Thì thằng đang hô đó. Đương nhiên là không phải rồi. Anh là lôi lực trí tuần nổi tiếng nhất trong các sông bạc của nước Mỹ đó mà, biết không hả? Thật không đó? Không phải. Vua cờ bạc Đài Loan, tử tâm hồn còn hứa hẹn với anh chơi một gián nữa nè, qua đi. Cho nên nó mang nhiều tiền vậy chứ. Này, tấm gạc vàng này chính là dấu hiệu đó. Nó thiệt đấy mà. Thì ra, trên đời này không ai nhớ mặt anh cả. Vậy mà danh nó được rồi. Đương nhiên. Điên rồi, đại anh của nó là đảng đại đen đó. Đừng giỡn chơi nha. Không giỡn cũng đã giỡn rồi mà. Anh điều thoại cho cảnh sát, nói ảnh nhập cảnh phi pháp, còn bị bắt nữa kìa. Chuyện này lớn rồi đó nha. Cho dù là Chí Tôn mà cũng phải chịu thôi. Nó đi đâu tìm mình chứ? Tôi nghĩ số tiền này anh xài làm sao cho sướng đây. Có người thông minh đã từng nói qua là tiền bạc chỉ là cách xa trên đầu ba thước mà thôi. Bay qua bay lại, mình phải không ngừng nhảy cao, không ngừng chụp, chụp lấy. Có lúc dập được, có lúc qua chụp không có được. Nếu như mình có chiếc ghế đứng lên cao mà thêm ba thước nữa thì mình lấy được thôi phải không? Dễ lắm mà. Nè, ta đi đâu tìm cái ghế đây? Cái này mà chiếc ghế nè. Qua, chơi trò này hả? Hay dạ. Nếu như mình không giả mạo anh hả, thì suốt đời này mình không có cơ hội chơi giấc bài này đâu. Có phải không? Yeah. Hả? Ai đó? Bố nè, làm gì vậy? Mình phải biết được chứ, bên ngoài thấy người xin lại ca chứ. Bây giờ tôi biết tại sao tôi muốn luôn hai nhà rồi chứ. Bỏ đâm đi. Nè, là sao bây giờ? Thầy không có gì đâu. Bây giờ con súng đi. Sao mình nghiêm trọng quá vậy? Lần này sẽ tìm súng nữa. Phải chạy trốn mới được đó. Dù sao phải chạy trốn mà. Hay là mình thấy một gián đi. Lô Lực, có người tới bảo lãnh, anh có thể về. Bảo lãnh tôi? Đúng vậy. Có mang theo quần áo không? Ai mang theo quần áo vậy? Không mang theo quần áo làm sao tôi về đây? Ở trường đi sao? Đừng có lô thôi, đi ra. Sếp à, tướng tôi vậy làm sao gặp thiên hạ chứ? Giỡn hoài, không về. Sếp à, làm ơn cho tôi thêm một phút đi. Một phút thôi mà, sếp à. Được, chỉ một phút thôi nha. Can à, có hứng chơi với tôi một ván không? Qua đây. Nhóc con, dám chơi với tao à? Chắc là không biết chỗ mưu bằng tài à? Hey, tưởng gì chứ, nó chỉ giỏi về rửa bài thôi. Tưởng đâu chắc ăn sao hả?
Chừng nào chỉ vài chiêu cho tôi đây. Được, chờ ngày thanh minh đi. Sao bị thua vậy kìa? Vô lý thật. Vậy mà anh cũng bị hai ảnh lừa gạt hay sao? Eli tưởng mười phát xê là con nhà giàu cho nên mới mượn tiền cho ảnh. Sau này mới biết được ảnh là cái thằng lưu manh đó. Sợ ý nhắc nhở tới anh thôi, anh đã bị dính rồi ngu. Không phải là ngu là xui thôi. Nè, anh răng hô à? Răng hô cái gì? Muốn bị nhéo không? Cái tướng anh giống thiệt đó mà. Eli bây giờ sao rồi? Bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể xuất viện. Nè, bây giờ anh tính sao đây? Kiếm chút đỉnh xài đỡ trước đã. Nè nè. Cái gì đây? Anh đừng có hòng nha. Không có được đâu. Wow, cô biết tôi muốn gì sao? Sao mà anh hèn quá vậy? Bây giờ kẹt anh phải chịu thôi. Wow, sao phản ứng mạnh vậy? Tránh ra đi, cái đồ hèn. Tôi chưa có bao giờ mở miệng nói với đàn bà như vậy đâu. Thôi đi, sẵn bị quê rồi thì khỏi đánh mặt trượt nữa. Đi, đi. Hả? Đánh mặt trượt? Đúng vậy, tôi định kiếm chút đỉnh xài đỡ, đi ăn cơm với cô để xả xui đó mà. Nhưng mà tôi chỉ có 200 thôi. 200 đủ rồi. Lắc một cái là 2000, lắc một cái là 20000. Có câu chơi ít thì sáng nghiệp, chơi nhiều thì hơn già, có nghe qua chưa? Nè, nhưng mà tôi sợ không có tiền ăn cơm đó. Tiền chỉ đi mà. Chứ gì? Con người khi gặp xui thì có đầu có đuôi. Tôi đang ăn chín gián rồi, nào ngờ đến gián thứ 10. Mấy người cờ bạc hay đối thừa lắm. Thôi đi, cái anh mập bán quanh thánh ở dưới lầu tôi có quen. Tới đá lông nhau một chút, có lẽ anh cho ăn chịu. Tôi còn chưa nói xong mà. Ý tôi nói là chơi tới gián thứ 10 thì ăn được chừng này thôi. Wow, cũng giỏi quá à. Hết thảy là 20000 đó, cất kỹ đi. Đi đâu là đâu có ăn xui lắm đâu. Ăn gì cá mà. Taxi. Không phải là anh đưa hết cho tôi rồi chứ? Hy vọng cái anh chàng Mộc Hoành Thánh có nói là hồi nãy chịu đá lông nghe với cô. Tôi chết rồi. Cảm ơn nhanh Mộc. Không cần cảm ơn. Tội cho cô có hy sinh sắc đẹp, xin lỗi nha. Ăn đi cái anh sang hô à. Không ngờ lô lực này lại thê thảm vậy. Hai thằng chó chết đó bị tao bắt được sẽ biết tai đọc. Bây giờ anh tính sao đây? Không sao, sáng mai tôi gọi điện thoại sẽ có tiền liền. Thì cứ chờ coi. Không lẽ còn xui xẻo hoài sao? Coi bộ chưa có hết đâu. Coi chừng gọi lên cho tôi đấy nha. Qua đây. Thôi nè, coi kìa, sao có màn lưới vậy? Ai mà biết, rất nhiều nhà cũ có như vậy mà. À, đúng vậy đó, sợ mấy đứa bé bị té thôi. À. Thế của hai ông Lục tới rồi kìa. Chí Tôn Lôi Lực, sát thủ của tôi. Ồ, phải. Ông Lực, tôi thấy hình như là ông mập hơn lần trước. Đã gặp qua rồi. Lần trước tuy là ông có đeo mặt nạ, nhưng mà thân hình của ông hình như là ốm hơn. Dạo này sẽ giàu hơi nhiều, ăn bao ngư gì cá quá nhiều, phải chịu thôi mà. Anh hai tôi qua bên Nhật có chuyện chưa về, đã dặn tôi là phải tiếp đại hai vị đàng hoàng.
Ông Dương Tiến, nhân vật số 2 của câu lạc bộ chúng tôi, tối nay sẽ đãi tiệc để tiếp đãi hai vị. Ôi, có người đẹp. Biểu cô sexy và Mộ Liên vô đây đi. Anh hai tôi cũng đã sắp xếp rất là chu đáo để cho hai người đẹp hướng đạo quý vị. Là gì vậy? Sexy và Mộ Liên. Cái tên sexy này hình như đáng tin cậy lắm. Cô sexy từng tham gia thi Hoa hậu Macau và cô Mộ Liên là ca sĩ nổi tiếng. Bây giờ đang giữ chức liên lạc ở một tiệm karaoke. Nè, Mộ Liên hình như hơi bết một chút. Tới đây coi cho rõ nha. Bà Phi, pha cho tôi một ly cà phê. Tôi không phải là bà Phi. Tôi tên là sexy. Cô là sexy à? Đúng là cô đẹp hết chỗ chi. Tôi đã lâu lắm không gặp loại gái đẹp như vậy rồi. Tuyệt sắc gia nhân, đi theo tôi hả? Có thấy qua đàn bà đẹp như vậy chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Anh em với nhau, tôi dường cho anh đó. Hai. Hay dạ. Con này tại thiệu đó nhà hả? Tôi cũng đành phải ráng chịu thôi hả? Hai cô hãy ráng hầu hạ quý tân đi nha. Tôi lên trên lầu thay áo. Qua đây anh. Cô có tin là mới gặp yêu liền không? Không tin. Vậy thì đúng lúc rồi, tôi cũng không tin đó. Vậy mày đừng có nói chi em nha, chỉ làm là được rồi. Anh cô hồn quá, đầy đủ mùa đàn ông à. Xin lỗi nha, tôi không thích đàn bà. Em không phải là đàn bà, em là con có gái. Không nói không biết mà, ai chịu thiệt thòi chứ. Anh dữ quá đi, thiệt là một người hùng mà. Anh đánh em đi, em thích cho đàn ông hành hạ lắm đó. Anh hành hạ em đi, càng hành hạ em càng thấy vui vẻ nữa. Nè người hùng à, nè, anh đi đâu vậy? Tôi đâu có mấy gì cô. Ngồi đây, bình miệng lại, nhắm mắt lại. Dễ thương quá. Qua đây đi. Ây da. Nè, không yên rồi, không yên rồi. Đâu phải, tôi thấy yên lắm mà. Hay da, đàn bà bây giờ thích đàn ông cô hồn lắm. Anh yếu xịu vậy có đáng gì chứ? Vậy nghĩa là sao? Vậy đi, lát nữa tôi bỏ anh làm bộ nha. Gia chạm con nhỏ của anh, thì anh tắt ngay mặt của tôi. Tôi là sát thủ mà, sát thủ mà anh không dám đánh nữa. Anh xếp xong rồi. Qua vậy em thiệt thòi lắm đó. Thiệt thòi chỗ đỉnh đâu sao đâu chứ. Tắt một cái tán ngàn đô được rồi hả? Không sao đâu, đây cả một vali mà. Anh không cần phải tôi nữa, tôi đã quyết định rồi. Chào chị hai đi. Hey, chào chị hai đi. Cúi đầu xuống anh làm gì hai tôi chứ? Người ốm miệng nhọn, trán hẹp mày cầu, cái tướng bằng tiện, cô không xứng làm gì hai tôi đâu, chỉ xứng làm đĩ mà thôi. Anh nói cái gì vậy? Tôi nói cô làm đĩ. Anh chửi em kìa. Anh đâu có thể xin nhập hàng này của tôi chứ? Xin lỗi đi. Tôi chỉ thấy ra nói vậy thôi. Ở không? Anh đánh tôi. Anh đừng nghĩ là thẻ tôi mười mấy năm. Anh sử dụng người yêu của tôi ông già tôi cũng đánh anh. Thế là không hiểu chuyện đời, không đánh là không được mà. Thôi đừng có đánh anh đi mà. Thôi, đừng mà. Mặc kệ đi mà. Đừng có đánh anh nữa, chưa? Đánh lại đi. Bác lại anh đi. Đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa mà. Không đánh không được đâu. Này, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Em cũng nên chửi người yêu của anh mà. Xin lỗi anh nha, xin lỗi anh nha. Anh mất đái rồi, anh theo em đi vô cầu đi. Mất đái rồi mà, đi 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 đi. Nè, anh tát sao tát mạnh như vậy chứ? Không phải làm sao mà giống được chứ. Coi coi, không có sao. Coi. Ôi, trời, nó không sao à? Đưa anh thêm 1.000 ha. Trời, đưa anh 3.000 này ha. Nè. Hey, tôi đâu cố ý đâu, càng đánh càng hứng đó mà. Cùng lắm là cho thêm anh thôi. Bà đi nói đi. 1.000 nha. 10.000 đồng đây á. Hả? 10.000 thì 10.000, nhưng đánh sao cũng được đó. Được. Điện thoại đây. Nè, uống miếng đi. Không biết hai anh như thế nào nữa ha. Anh cũng không biết nói sao bây giờ. Nói xin lỗi chị hai đi. Thôi xin lỗi nha. Thôi xin lỗi. Thôi được rồi, được rồi. Anh có anh giận đến nỗi dựng tóc lên nữa kìa. Thôi xin lỗi chị hai nha. Chị, anh đâu phải là người hùng. Em phải chia tay với anh. Em về.
Cô đừng nha. Hãy đừng về. Tôi cho thêm người yêu của tôi về sẽ đánh tiếp nha. Nhớ kỹ 10 ngày ha. Được rồi. Henny à, Henny. Có chuyện gì đó? À, không có gì. 10 ngày một cái tát mắt như vậy cũng có ngày phải trả. Giờ phải tát cho người đẹp hơn coi chứ. Sát thủ của tôi đó, ăn nói tầm bậy tầm bạ, gia chạm hại cổ. Tôi bây giờ phải dìu dạy nó. Cô đừng đi theo nha, tàn nhẫn lắm đó. Ê, anh uống gì vậy? Uống thuốc gì đâu. Dở thiệt, chuẩn bị đi, chuẩn bị. Nè, thủ nha. Thôi được, được, được. Anh thiệt là vô dụng mà. Y như đồ ăn hại, anh làm sao mà theo tôi đây hả? Tôi không đánh cho thức tỉnh à? Thì anh giống như đống cứt vậy. Tôi đâu còn chó nở nuôi anh nữa hả? Tát anh nè. Nè, tại sao anh né hả? Nè, cái gì? Có một người thông minh nói là tiền bạc cho đàn bà giống nhau, cách đánh đầu ba thước bay tới bay luôn. Nếu nhà có chiếc ghế thì đàn bà bay tới như diều đó hả? Vậy chiếc ghế đâu? Ở đây nè. Hả? Anh tưởng anh có tiền là làm cha sao? Tôi có thể nghĩ làm mà. Anh anh tưởng rằng anh đều trí tôi mà tôi dám đánh anh này nha. Anh có tiền à? Tôi không thèm đâu. Tôi là người có chí khí mà. Tôi không có gì đồng tiền thúi mà hạ mình như vậy đâu hả? Thường ngày à, anh đã coi thường đàn bà. Tôi đây à, đã muốn đánh anh à, từ lâu lắm rồi, anh biết không? Hả? Được kéo tôi lại mà. Tôi đâu có kéo anh. Vậy thôi. Bây giờ tôi cho anh biết nha. Tôi không làm đâu. Tôi về. Tôi về nha. Nè, tôi về. Không bước ra thì sao? Tôi xin lỗi. Đừng khuyên tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ trở về bên cạnh Lưu Lực nữa đâu. Và sẽ làm sát thủ nữa đâu. Bởi vì tôi là một chàng trai có chí khí. Tôi đã tới mức không thể chịu đựng được nữa. Anh không cần phải đóng kịch nữa. Tôi không có hả? Cái anh ở trọng không có phải là Chí Tôn Lôi Lực. Cái người tôi đã gặp qua hành động lanh lẹ, chân tay rất là nhanh nhẩu, tuyệt đối không có chậm chạp giống là người vừa rồi trong đó. Hai anh thực sự là ai? Nói mau. Không sai. Chúng tôi thật sự đang đóng kịch đây. Anh ở trọng không phải là Chí Tôn Lôi Lực đâu. Anh chàng Chí Tôn thật sự là tôi. Là anh? Không sai. Cô quả thật là quốc sắc thiên hương, thông minh lanh lợi. Liếc một cái là biết là phù táo tôi đang đóng vai của tôi. Cô biết mà, tôi sợ tới Macau có chuyện gì bất trắc, cho nên là tôi đảo lộn thân phận với anh. Có câu là cẩn thận trên hết. Những người mà từng bước ra giang hồ như là chúng tôi vậy đây thì cần phải những việc kiện phải cẩn thận. Tôi nghĩ cô chắc là hiểu chứ gì hả? Tại sao lại kể cho tôi nghe? Tôi không biết tại sao, mới gặp mặt cô cảm thấy cô rất lạnh nhạt. Lạnh nhạt một cách thân thiết, thân thiết tới nỗi như một người thân của tôi. Nếu lần này có thể chết dưới tay của cô, đúng là dằn mặn đã ăn bài. Nè, tôi hy vọng là cô giữ mặt giùm tôi nha. Tới khi anh hai của cô trở về, cô cứ để chúng tôi diễn tiếp đi ha. Được. Cảm ơn cô. Cầm đi. Anh làm gì vậy? Không. Tôi bây giờ muốn tặng món quà này cho cô mà. Cô muốn cái gì? Nó sẽ biết cái đó. Không có thể nào. Có thể chứ. Cô muốn nó biến thành cứng hay là mềm vậy? Cứng. Ok. Mở ra qua đi. Là một trái chuối cứng mà. Anh này thiệt à? Đi được rồi.
Anh tới làm cái gì? Tôi tới cho biết tin vậy thôi. Nè, passport của tôi lấy lại rồi. Và tiền bạc cũng đã gửi tới. Có nhà hướng cùng với tôi qua Macau chơi không? Macau? Phải, tôi chưa có đi. Có cô hướng đạo sẽ dễ hơn. Có nhà hướng không hả? Chí Tôn lừng lẫy bốn phương, không những giỏi cờ bạc, tưởng lượng lại càng khá hơn. Hả? Khá? Khá gì vậy? Phóng khen là luôn giỏi đó. Hướng giỏi đó mà. Quá khen rồi. Người ta nói là Dương Tiến một lòng trung thành danh hai của tôi, nhưng mà theo tôi thấy thì ông không có cam lòng. Không cam lòng? Tư cách của ông ở trong bang hội thâm niên hơn anh hai của tôi nhiều lắm. Nếu không phải như anh hai của tôi đã lập nhiều công lao cho bang hội, thì tôi nghĩ cái ghế đầu rồng này phải nhường cho Dương Tiến mới đúng. Nếu như thế hệ bây giờ người nào thâm niên thì người đó nắm cán, thì thế giới đâu có tiến bộ. Phải đó. Nhưng ông cứ bên ngoài chưa bên mãi mã, và lại còn mua chuộc hai tên xã hội đen thủ địa tên là Dương Tinh để làm con nuôi. Con người của ảnh thật là thấy ghét quá đi. Anh làm việc ở ngoài hả? Lát nữa là nhớ đừng có cho anh ngồi kế bên đó nha. Các vị mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Tới trễ mình sẽ không chờ nữa đâu. Mời, mời. Chào các vị. Xin lỗi, tôi tới trễ nha. Để tôi giới thiệu, đây là Dương Tinh, còn đây là con nuôi của tôi Lâu Lực. Hân hạnh. Hai, mạnh giỏi, mạnh giỏi. Bộ ăn cơm cũng phải xách tay mấy chục người sao? Ông Lực à, chắc núp ở phố tàu quá lâu, đâm ra tiếng lớn mà là kiến thức nhỏ rồi. Chúng tôi lúc nào ra phố cũng dẫn theo cả đoàn như vậy. Ông Lực là quý tăng tới Ma Cao rồi mà chúng tôi không dẫn theo số người đông như vậy thì làm sao mà bảo vệ ông được. Ông yên tâm đi, ông đi cầu tiêu sơ sơ cũng có già tên theo ông. Sơ ý một cái mất một sợi lông trong cầu, tôi cần mặt mũi gì chứ. Tuần rồi cô nói gọi điện thoại cho tôi, tại sao tôi không nghe gì hết? Cô đi đâu? Tôi không được khỏe. Không bạn, anh này là hộ vệ của ông Lực đây. Tụi bay à, tụi bay làm quen với nhau đi. Hả, được. Tên nè, bọn người này khó coi, biểu họ xuống lầu đi. Nghe chưa, biểu tụi bay xuống lầu kìa, đừng có làm quý tăng sợ. Mời ông Lực ngồi. Mời quý vị ngồi. Ngồi đi. Không có gì đâu. Ông Lực được tôn là Chí Tôn chắc là cờ bạc giỏi lắm chứ gì. Không giỏi lắm đâu, nhưng cũng thường thắng thôi. Hôm nay vui mừng như vậy hay là phơi bày vài chiêu cho chúng tôi sáng mắt nha. Coi hướng chúng tôi à, vậy thì thôi đi. Thôi thay mặt ông chủ của tôi. Mày là cái thứ gì mày chơi cho đã đi. Chí Tôn, Chí Tôn. Chí Tôn, đã lâu rồi không gặp. Đã lâu rồi cũng không gặp ha. Mắc dịch báo hại ha. Một lát nữa sẽ biết. Lần trước ở Đại Tân Gia Ba ăn tôi 3 tỷ bạc, rốt cuộc có cơ hội trả thù rồi. Hả? Vậy có nghĩa là muốn tôi trả chứ gì? Trả 30 tỷ nha. Được 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 được. 30 tỷ hả? Vậy làm tâm tôi còn hơn. Anh chờ tôi quá rồi. Anh này là bạn của tôi đó ha. Hai, tôi Hồ Lôi, bạn gái của tôi tên Trần. Lại ăn bữa cơm thường nha. Xin lỗi, tôi có chuyện muốn bàn với lại Chí Tôn đi. Xin lỗi nha. Các gì? Tự nhiên, tự nhiên. Cô Trần à, mời ngồi.
Anh bạn à, muốn gì đây? Nếu anh là tôi thì anh muốn gì đây? Trả tiền đi, bồi thường đi. Sao hả? Rồi được, trả thương lượng ha. Trả xài lòng cho nó đi. Mình có hai, nó có một mà, chia nhau đi. Đánh nó đỡ được anh mà, thì không đỡ được tôi đâu. Tốt nhất là trời nó không có chuẩn bị nhìn qua bên kia ha. À, nhìn qua bên kia đi. Một, hai, ba. Cha nói cũng ra tay mà. Tôi đã suy nghĩ kỹ, có thể là nó có súng mà. Có súng à? Cái súng không thẳng nói. Đúng vậy. Đứng im. Hả? Làm gì? Muốn chạy hả? Không phải, không cho sao? Hả? Nè, bước xuống này, tôi đếm 3 tiếng. Mau. Chúng tôi hai người đó, chúng anh cũng lắm mắt một người thôi. Hai. Người mà không chết chắc chắn gì đã thù ra biết chưa hả? Ba. Đừng. Anh hai à, không dám nữa đâu. Anh hai à, không dám nữa. Hai thằng mắc dịch này cũng nhiều kế thiệt ha. Gạt tôi hết lần này tới lần kia. Cái vali đâu? Không có mang tới, ở Hồng Kông. Được. Thứ nhất, về Hồng Kông trả ngay cho tôi. Thứ hai, tôi muốn hai người tiếp tục mạo danh Chí Tôn. Còn thân phận tôi là bạn của Chí Tôn Lôi Lực. Đừng cho tụi nó nha. Không phải nói chơi đâu, mà là nói thật. Mạo danh Chí Tôn cho tới khi nào Trưởng Tâm Hồn xuất hiện mới thôi. Tại sao vậy? Sau này sẽ biết mà. Nè, đây là cơ hội duy nhất lấy công chuộc tội của hai người đó. Nếu mà hai người làm khá thì tôi có thể suy nghĩ sẽ không bắt hai người trả tiền cũng không chừng. Đúng ngon là vậy sao? Vậy tôi là Chí Tôn nha. Bàn tán gì lâu quá vậy? À, không có gì, chuyện nhỏ thôi. Tự nhiên ăn cơm đi. Ông đã hứa biểu diễn đó mà. Tôi đâu có lên tiếng. Không có lên tiếng là hứa rồi. Anh Tin không phải nói thật đó chứ. Chừng nào mà tới phiên cô lên tiếng. Giang hồ đồn rằng ông đánh đâu là thắng đó. Tôi muốn chơi với ông một ván. Mở một bộ bài mới, mỗi người rút một lá, coi thử ai lớn. Ách là một nút, bồi đâm già là 11, 12 và 13. Cùng một lúc thì tính theo phé. Ai mà thua, uống hết một ly đó. Anh Trinh, anh lịch sự với khách một chút có được không? Không lẽ Chí Tôn ngán sao? Sư phụ, bối bài giỏi lắm mà. Lần trước sư phụ dạy con đó. Để tôi nha. Bài đi. Tôi bốc trước phải không? Sao mà tôi hên quá vậy? Cơ già 13 nút. Xin lỗi nha. Tới phiên ông. Hả? Chí Tôn à? Dạo này tôi đỏ, để tôi bốc cho. Chí Tôn, anh coi đi. Coi cái kỹ gì nữa chứ. Có cảnh. Có cảnh. Bốn cảnh. Vậy là thua rồi. Thua cũng phải mở ra cho người ta coi chứ. Hay quá. Nè, anh được 14 nút rồi đó. Không phải là 14 nút bằng 13 nút sao? Sao có lá bài 14 nút? Vậy là bài giao. Lá bài lật của anh, rửa bài cũng cho anh. Biết đâu sẽ có 15, 16 nút nữa đó hả? Khốn nạn, tên buông ra. Dám trời, dám chịu. Cái ly này do anh pha đó nha. Ê, anh đừng bỏ trận nữa nha.
Ô, hay lắm. Xin chào, xin chào, xin chào. Cháu giúp chú tí công lực nha. Dạ. Xin chào, xin chào. Bye. Nè, hay là mình tới karaoke chơi đi nha. Em lại biết anh biết hát sao hả? Thì việc gì anh cũng giỏi hết mà. Ba qua đây từ cửa trước đi đi ha. Chúng tôi có chút chuyện. Chuyện gì đó? Cứ đi trước đi. Chuyện gì hả? Anh không thấy sao? Lúc Dương Tình bỏ đi à, trong lòng hình như là căm thù lắm. Chúng ta nên đi từ cửa sau chứ. À, đi đi. Nè, anh đi trước đi, theo dõi tình hình. Hả? Lại là tôi. Lại muốn đánh nữa hả? Đi đi. Chuyện gì vậy hả? Không có gì. Nè, anh cũng xếp xong rồi nha. Xách súng mà có thể qua được hải quan. Súng? Súng đồ chơi cũng không được sao? Hả? Lấy xài đi. Nè, không có gì hết. Súng đồ chơi, vậy muốn lừa được mình nữa. Ủa nè nè nè, tao thiệt mà. Nè. Giờ mày chết nè, cho mày chết nè, cho mày chết nè. Hay à, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bỏ cho mày thêm cái nữa. Ủa. Nó đuổi hết em vậy? Đuổi? Hả? Anh con cú này nặng như vậy à? Làm sao đuổi thật được đi? Anh nặng tay vậy sao? Thì anh đĩa tôi xách ghế đó mà. Nó chết không vậy? Chắc không đâu. Nhưng mà chết cũng không sao đâu. Tại anh đánh thôi mà. Anh là hung thủ giết người. Mắc mới gì tôi chứ? Anh đừng hù tôi nha. Nó không chết thật chứ? Dù là nó không có chết, nó bị chảy máu rồi. Nó cũng chết thôi. Hey. Vậy có cần gọi xe cứu thương không? Hay cần chứ. Nè, anh có biết số điện thoại xe cứu thương ở Macau không? Tôi chỉ biết số điện thoại ở khách sạn thôi. Hey. Vậy có việc kiếm anh không? Hey, thôi đừng gì nữa. Hey. Nè. Nè. Không thấy tức là chưa chết rồi. Vậy đi. Đừng, tiệt chung nó đi. Nè, không thấy tức là chưa chết rồi. Nè 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 nè. Đứng lại. Cái thằng mắc dịch. Cũng may ta chịu đòn được. Nếu không thì chết rồi. Chưa chết thì đỡ rồi mà. Thật ra chúng tôi lo cho anh chết nên mới quay về thôi. Chúng tôi lương thiện lắm mà. Dễ thương lắm. Đúng vậy, bằng không mà đâu có trở về đây. Quỳ xuống. Vậy xin lỗi coi như là tự thú. Tôi biết chúng tôi có lỗi mà. Tôi biết chúng tôi mắc dạy. Chúng tôi muốn sửa từ lâu lắm rồi. Nhưng mà chưa có thời gian mà thôi ha. Làm ơn cho chúng thời gian đi. Làm ơn đi mà. Anh biết tại sao chúng tôi trở về không? Chúng tôi vừa đi vừa nghĩ à. Hai chữ bạn bè đó. Quỳ xuống. Nè, làm fan lại nha. Fan cái gì? Fan đi. Anh thiếu tôi nhiều cú lắm nha. Mày mua ra là cho. Nhưng mà giờ mình phê lại trước đi hả? Hay có ba cô chờ tụi mình điếu rượu đó nha. Uống rượu cho hả giận đi. Đừng để trong bụng ha. Người rộng lượng mà. Người lớn rộng lượng. Hai anh làm tôi tức quá đi. Đứng dậy đi. Hết chuyện rồi. Nói tiếng sorry đi. Sorry. Nói hai anh mất dạy thì chưa đúng. Nhưng mà tốt nhất là chỗ nào không cần hai người giúp thì hai người chết cho rồi đi. Phải đó. Chúng tôi giúp được việc lắm đó. Từ từ anh sẽ phát hiện ra những ưu điểm của chúng tôi mà. Nè, đừng ma giáo nha.
lâu quá không được vui như ngày hôm nay vậy. Bởi vì cùng vui với đám bạn, không cần khẩu sáng với nhau. Bạn bè thân nhau, cần thiết nhất là mến với nhau. Nè, nếu như là bạn bè thì lên hát bài vui đi hả? Mày lên hát chung, anh đừng đá sau lưng tôi đó. Tôi hát dở lắm đó nha. Hey, không có sao đâu mà, hát cho vui thôi. Nè, tôi không ngại đâu, hả? Đi đi. Bây giờ xin mời bạn ở bàn số 33 lên hát. Cả đi. Nè, người đẹp, qua đây nè. Người đẹp à, anh làm ơn chỗ cho tôi bài hát đi. 1, 2, 1, 2, testing. 1, 2, 1, 2, testing. Alo. Uống đi hả? Nè, coi kìa. Mình hát chung nha. Anh này đi đi. Nó hình như là muốn lợi dụng bạn gái của anh đó. Hả? Chuyện tốt mà. Để tôi lo nó làm người hùng trước bạn gái. Nếu có gì à, hai đứa mình đánh nó. Nếu không có gì à, trời bị hành ngồi chơi. Anh hát bài này nha cô bạn. Hay đó. Hay đó mà. Ờ, được được. Tại sao mày đánh đầu tao? Tôi không những đánh đầu của anh. Anh có biết nền tán bạn gái của tôi không? Anh bạn, vậy là làm mất hứng chứ gì? Anh làm cái gì tôi? Làm cái gì tôi à? Mày làm ơn coi rõ tình hình ở dưới rồi mới nói với tao nha. Tình hình như vậy phải không? Xin lỗi nha, anh chờ lát. Anh Mù à, sao anh nói giật đó mà. Hai đứa mình hợp sức đánh thằng cha cầu giọt. Lên đây cho anh cơ hội, một mình anh đánh bà bên kia. Đẹp cơ. Anh bạn. Anh bạn, chuyện gì vậy? Chuyện gì không bắt mớ tới mày? Đây là Macau. Tôi là chúa ở Macau. Ở đây xảy ra bất cứ chuyện gì. Đại ca, anh cho đi là đại ca ở Hồng Kông tới đây đúng không? Anh Châu Điên phải không? Tôi chưa bao giờ nghe qua. Sếp ở Hồng Kông là chuyện của anh, tới Macau là dưới quyền của chúng tôi. Macau có chút xíu thôi, mày làm dữ với tao à? Rồi thì sao? Coi cái này nè. Xin lỗi nha. Mình về. Anh bạn, trái đất xoay tròn, không phải riêng anh biết mang súng đâu. Đem đồ qua đây. Cảm ơn nha. Ông là quý tân mà. Tới Macau chơi lúc nào cũng gặp cái thứ người phiền phức như vậy đó. Sao không nói cho sớm, để cái này nhất định sắp xếp đàng hoàng cho anh mà. Anh gặp rắc rối, chúng tôi mất mặt. Mướn ba thứ hội dạng chơi này ngoài việc biết cô gái và xài tiền của anh ra không biết gì nữa hết. Làm gì? Tức hả? Nè, đàn anh chúng tôi dễ dây chùm với anh, nên càng anh lì chưa? Được mà. Cảm ơn nha. Tôi xin uống. Khoan đã, mày là thân phận gì muốn với tao? Tao giúp mày hay sao? Mày dẹp đi ngay. Ê, không sao đâu. Để này tôi kính anh. Nè, nếu có thành ý uống hết chai này đi. Tôi uống thế cho anh. Chai rượu này là của chính tôi uống. Anh muốn hả? Nè, uống ly này đi. Không phải rượu đâu. Anh Tinh à, anh đừng có chơi quá mức đi nha. Anh có nghe không, là quý tân đó, đừng có chơi quá mức nha. Ông Tinh. Hai, chào ông. Kêu tôi đó, kêu tôi đó. Anh Tinh. Anh Tinh. Ê, sao không uống? Uống đi. Nè,
nè anh, kêu họ bỏ súng xuống. Cô Hân à, cô là người Đài Loan, tôi là người Ma Cao, chỉ có anh Tình mới có thể biểu tôi làm việc thôi. Thì anh mới vừa kêu anh đừng có chơi quá mức đó mà, anh không có nghe hay sao? Cô nói rất đúng, tôi thân tình nghe không rõ. Nếu cô có thể kêu mấy ảnh trở về chính miệng nói với tôi thì tôi sẽ uống ly rượu này cũng đâu có sao. Anh Tình, anh Tình. Hey, tụi bay lên lại chút đi, tiếp đãi cô hai cho đàng hoàng nha hả? Nhóc con, uống hay không mày? Uống đi! Uống đâu? Uống đi! Là tôi. Thằng Dương à, đàn em của anh nói là không có nghe anh kêu họ đừng có chơi quá mức. Anh làm ơn nói thêm một lần nữa đi. Đứng đây làm tao mất mặt à? Cút đi. Khoan đi đã. Anh nói là nếu có thể kêu anh trở về thì anh sẽ uống mà. Không sao đâu, với giang hồ bây giờ đâu còn lực gì nữa chứ. Nếu không giữ lời hứa thì cứ bỏ qua đi. Dương à, đi đã. Cái bàn tay này là dạy cho anh biết hồi nãy anh vô lễ với tôi. Anh không sao chứ? Anh có sao không? Nè em sao chứ? Không sao, không sao thì đi đi. Nè không có gì chứ? Chuyện vậy? Không sao đâu, đỡ hơn là mấy anh uống nước tiểu. Cảm ơn anh, cảm ơn. Đi về, không có gì đâu. Đã lớn đầu rồi không biết gõ cửa hay sao? Mày. Anh Châu Điên từ Hồng Kông tới là đi giúp mình đó. Gián bài ngày mai sẽ do anh phụ trách. Anh Tình, không đánh không quen nha. Dưỡng à, con chờ không kêu tới ngày mai. Cái thằng lỗ lực tới hôm qua và cái thằng nhóc tới sau cùng đã liên tiếp cho con hai cú. Tối nay con phải ra tay ngay. Con tưởng là dễ đối phó lắm sao? Lôi lực đó cứ làm thình, và thằng phụ tá trẻ tuổi nó dẫn tới đều là cao thủ số 1. Dán bà ngày mai ở trường đua, ba đã chuẩn bị xong. Anh Châu Điên, anh về nghỉ ngơi cho khỏe để tinh thần được đầy đủ. Ngày mai còn phải làm việc, anh đi về đi. Dượng à, kế hoạch của Dượng chẳng qua là giết chết Lôi Lực, đổ tội cho Trưởng Tam Hùng, rồi trừ khi đảng Trâu Đen truy tố, rồi giết chết luôn Trưởng Tam Hùng, rồi lên chức ghế đầu rồng chứ gì. Tại sao không cho con ra tay chứ? Dượng biểu thằng Châu Điên ngày mai ra tay, nhưng không cấm con hôm nay ra tay. Vậy có nghĩa là sao? Mình làm việc có rất nhiều cây đao, quyết định dùng cái đao nào thì phải chờ Dượng. Có hiểu chưa? Con đi làm ngay.
kỹ nha. Làm chuyện lớn sẽ không có tình nghĩa gì hết. Cô nhớ chưa? Ừ. Tụi anh tỷ đâu? Hình như là đang cãi nhau với cô thu dân ở ngoài đó. Tôi muốn gặp cô nữa. Anh trong phòng mới là chị tôi. Tôi chẳng qua là thằng con Tết thôi. Tôi thật là khờ quá. Gì mà cũng tin anh. Cô dân à, hãy nghe tôi nói đi. Dân à, tôi nói thật thì cô không dữ ý. Tôi nói láo thì cô không thích. Bộ cô tưởng tôi không muốn làm với tôi hay sao? Tôi phải có cơ hội mới được chứ. Cứ để tôi chơi một gián với anh đi, coi ai hơn đây. Tôi biết mà. Tôi biết tối qua tôi bị quyền. Nó bị người ta đè đầu chứ bị điên vậy. Nhưng họ có súng mà. Người ta có súng chĩa ngay đầu của tôi mà. Cô kêu tôi phải làm sao chứ? Cứ để cho tôi có cái súng trước coi. Tôi sẽ bắn về bể ông của nó. Cô không hiểu gì hết. Vậy sao? Anh chưa ngủ hả? Vậy tôi đi ra ngoài. Không sao chứ. Nghỉ một đêm đỡ nhiều rồi. Nè, có chuyện muốn bàn với tôi à? Không, muốn nói cậu cảm ơn với anh thôi. Tối hôm qua không nhờ anh thì tôi không biết phải làm sao đây. Có sao đâu chứ. Cùng lắm là anh uống nước tiểu thôi. Nhưng mà thú thật, kể công lao nhất là đồng tiền của anh tặng cho tôi đó. Tôi muốn nói với anh là thật ra tôi có hai mấy đồng tiền này nữa. Tôi gạt anh thôi. Một tên bị bợm. Nếu muốn giỏi thì phải nói láo. Nói cho cùng không thể kể ra chân tướng với thằng ngốc đâu. Tôi biết mà. Tuy anh không thể làm một tên bịp xuất sắc, nhưng mà tôi nghĩ anh có thể làm một người bạn tốt. Được sao? Con người của anh cũng lanh lắm, cho nên tôi có vài lời muốn nói với anh. Nói đi. Làm gì? Ma Cao thiệt lạ đời, khuya vậy còn cho đốt pháo nữa. Không là giờ cho biết cũng không được. La lớn, sợ mua anh tài không hết chỗ sợ. Tôi thiệt là không biết. Không biết thì không biết, ngủ sớm nha. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Sao mà ồn ào vậy? Để tôi chúng coi nha. Chết rồi, mà cậu không biết phải quay bằng số 9 không? Không cần gọi một tiểu đoàn tới đâu. Hai đại đội đủ rồi. Anh em của tôi đều ở cái bên đó. Bây giờ mới họp lại có trễ lắm không hả? Cảnh sát! Đến rồi! Bây giờ tôi bắt anh. Nè! Thôi nè anh em, xong rồi hả? Đúng vậy, bác nói rồi. Mày làm cha quá mà! Chết mày rồi! Cảnh sát đánh người kìa. Thằng khốn nạn, tao tìm mày lâu rồi. Chuyện gì? Đại ca, cảnh sát. Tầm bậy, bắn vào. Chụp nè. Im trả tôi nha. Ok. Hay quá, mai có nghề.
Nè, nè anh bạn, đừng đừng, đừng nhổ nha, đừng nhổ nha, đừng làm bậy nha, đừng im cho tôi, đừng có buộc ta, đừng im, đừng im bạn, nói tóm lại đừng có giống như vậy, đừng im đi, đừng im được rồi hả? Tôi đã bắn trúng anh rồi. Hả? Không sao chứ? Hả? Nè, lo cho thằng Mập trước đi. Wow, khổng lồ vậy lo sao nổi đây chứ. Bên này không được hên. Đứng đi. Nè, nè, đừng nói súng nha. Bắn chết tôi cũng vô ích thôi. Tôi có rất nhiều tiền đô. Đô Mỹ? Hỏi đâu? Tôi đã giao rất nhiều chỗ. Anh chị hỏi thôi cũng tốn rất là nhiều thời gian đúng không? Đừng nói nhiều, trói nó lại trước, từ từ ta tấn sau. Xong rồi. Mày không được la. Ngoan ngoãn chờ tụi tao về nha. Nè, thấy nó không? Mày đánh sao hả? Mày điên rồi. Ray! Ray! Hả? Hả? Hôm kia tao đánh mày, hôm nay tao đánh mày và con nhỏ của mày. Tôi cứu cô đó, tôi yêu cô thiệt mà. Có ngon thì ra đây. Thả tôi ra. Đừng có la. Con nhỏ
của mày ở trong tay tao. Hãy mau bước ra, nếu không tao sẽ bắn quẹ cho nó. Tôi không phải là con nhỏ của ảnh đâu. Đừng có bước ra nha. Con tình nước vào trận tôi sáng đi, tao sẽ cho người bày hội đồng nó. Dâu, mày lên trận đi. Hết đạn rồi phải không? Tại sao mà thất sắc quá vậy? Không phải mày biết phép sao? Sao cũng biết tôi dạy viên đi. Biến đạn ra tôi coi đi. Hà Chế Tô, anh sao chứ? Không sao. Cô Trân ở dưới bị người ta đánh nặng lắm. Xuống dưới coi cổ đi. À, mày đi. Nó không nặng hơn tôi chứ. Nè, không có sao hả? Cô sao chứ hả? Đứng đi. Hả? Có chừng đó là phe của mình mà. Hả, đúng vậy, phe của nhà. Ông chủ. Anh Dân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Hùng Dân Tinh đã dẫn cả đám người tới giết tụi em. Cũng may nhờ là có anh Tỷ đây. Lô lực. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Nó đã bị trúng đạn. Hey, thưa người này đã chết mà. Hả? Ông Hùng, chuyện gì vậy? Anh coi đi, tất cả của con nuôi ông đó, cả anh Chí Tôn, người khác của tôi mời tới, nó cũng dám động tới nữa. Tin nè. Dương, cứu con đi. Cứu con. Tin nè. Thật ra là bớt quá đi. Con Mỹ Dường ăn nói sao đây? Ông Hùng, ông xét xử tôi đi. Tôi có mắt không có con người. Nhận lầm đồ súc sanh này. Tiếng tăm của bàn hội đã bị nó làm mất hết. Ông nói nghe dễ quá. Đánh tôi đến ông nói như vậy. Chuyện đã qua bỏ đi. Còn anh, về chuyện tối hôm nay, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ xét xử một cách anh hài lòng. Đừng nói chuyện này nữa, lo cho nó trước đi. Đàn em của nó không phải mấy thằng vượt biên đâu, là mấy thằng tội phạm đều có căn cước. Gọi cú điện thoại lo lót cho bọn tư pháp trước. Nói với ông là ngày mai tôi sẽ đi thăm ông và sẽ giải thích rõ ràng chuyện này. Tôi nói là mấy anh tự vệ, không có sao đâu. Anh Hùng à, em thấy chuyện này nó không có đơn giản đâu. Hay là như vậy, hủy bỏ canh bạc đi. Thôi đi, không có được đâu. Anh Lực, tôi có hai người bạn là chủ sòng, họ muốn tham gia hai canh bạc. Một ông là vô bạc Indonesia Tô Bá, một ông là vô bạc Thái Lan Nải Sai. Hai ông đều là bạn của anh, đối với tôi hình như là không được công bằng. Hả? Vậy thì phải làm sao anh mới cho là công bằng? Trừ phi anh cho hai ảnh chơi luôn. Hay, có tiền không đây? Tốn nhiều tiền lắm đâu. Tôi có 2 tỷ đô la Mỹ đang chuyển tới, đủ mình làm vốn rồi. Không cần, chúng tôi có tiền mà. Sao anh nói có mang vali tới? Không mang theo vali, nhưng mà có mang theo tiền đó mà. Được,
Tôi chấp thuận yêu cầu của anh. Mời. Đắc lực nhất của ông Hà ở Ma Cầu. Ảnh là cao thủ nhiệm bài xuất sắc nhất. Có bất cứ dấu hiệu gì trên lá bài đều không thể qua khỏi cặp mắt của ảnh. Bây giờ canh bạc sắp bắt đầu rồi. Các vị có thắc mắc gì không? Ông Hùng à, tôi nghĩ là canh bạc lần này bất luận là ai ăn thua, kể từ nay đừng có xâm phạm nhau nữa. Có đồng ý không? Tiền cá nhau giữa anh và tôi, ai hơn ai ở Đài Loan, tôi nghĩ là sẽ không thấp hơn tỷ số giao dịch của chứng khoán chúng tôi. Chúng tôi thắng là cái chắc. Bắt đầu đi. Ha 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 ha
Số tôi hôm nay may mắn nhiều. Số tôi thiệt là may mắn quá. Coi đây. Xui thiệt. Chơi bà có lúc chỉ chơi một ván thôi. Nè, anh chàng trẻ, giá nào cũng chưa thấy anh theo. Có phải là làm mai làm mối không? Thấy ghét à. Giờ tẩy. Hey, tới phiên tôi tố rồi. Sơ sơ thôi, 50 ngàn. Theo hết hả? Chia bài đi. Bốn tố 200 ngàn. Lại 100 ngàn à? Nè, đừng hối tôi có được không hả? Tất cả đã theo rồi chứ gì. Tôi tố hả? Đôi hai. Hai trăm ngàn. Ông Lực là tới phiên ông kìa. Tôi thêm 1 triệu. Tố thêm 1 triệu nữa. Bạc hả? Nè, đừng hối tôi nữa nha. Cả trời bạc đô Mỹ để người ta suy nghĩ chút chứ. Ê, hey, theo đi mà. Quan trọng nhất là phải vui, chắc cho cào. Hiếm có lắm đó hả? Người ta chờ phải hát chỉ có đòi hai thôi, tôi cũng theo như thường. Chơi cho vui đi hả? Ha, vui thì chơi nha. Ha, tôi theo. Đương nhiên là phải theo rồi. Chủ yếu nhất là vui mà. Vui mà. Không có cảnh. Không có cảnh. Không có cảnh. Không có cảnh. Lôi đầu. Lôi đầu. Không có đầu. Mai là không phải là hài. Nếu là hà em bỏ chạy hết rồi. Không phải tốt. 2 triệu. Con theo không? Anh nói qua rồi, cơ bản phải chơi 1 ván. Tôi chờ ở đây mà chính là ván này nữa nè ha.
Tổng chỉ có 7-5 triệu mà thôi. Hơi là 7. 2 triệu tốt thêm 5 triệu nữa. Theo đi. Nhóc con à, anh đừng có thấu cái trước mặt của tôi nghe. Tôi có 20 mấy năm kinh nghiệm ở trong sông bạc, tôi bảo đảm bài quan không phải là sảnh đâu. Bảy triệu thì cứ 7 triệu đi. Không có lý nào ba người để thấu cái mà. Một trong bất cứ ai mình cũng chết cha luôn. Tôi chỉ có một đôi hai thôi, dĩ nhiên là không theo rồi. Số đầu tôi nhận được nhất là lần này đó. Trưởng Tam Hùng, hôm nay bất cứ giá nào tôi phải coi lá tẩy của ông. Tôi theo 5 triệu. Tôi đoán bài của ông không những không có sảnh thùng, mà cả một đôi cũng không có. Một lá ách này đủ coi tẩy ông chứ? Anh thật xứng là chi tôn. Tôi quê thiệt, không phải là sảnh thùng, thậm chí một đôi cũng không có. Nhưng mà lá tẩy của tôi hơn anh một chút. Nhóc con, lại nổi cơn điên gì đây? Tôi thật không phải sảnh đâu. Nè, một đôi tám thôi. Mắc chết à, anh hùng xuất thiếu niên. Nè, Lôi Lực, anh và tôi là vua cờ bạc đó. Nhiều năm rồi mình đã không có quen quần chúng, không hiểu được tâm lý tuổi trẻ. Không ngờ tuổi trẻ lại có mạo hiểm. Trong tay chỉ có một đôi tám, nhưng cũng đâm đầu cho tới cùng. Trời ơi, thiệt là giỏi quá đi. Chúng ta nên theo lối tuổi trẻ mà học tập nha. Tôi cũng tuổi trẻ vậy. Tôi có hai đôi mà, tôi ăn mới phải chứ, tôi ăn mới là đúng. Tiền này là của tôi mà, tiền này là của tôi mà, tôi ăn mới đúng chứ. Tất cả đứng yên, anh em hốt bạc đi. Dạ. Tất cả đứng yên. Hôm nay lưỡng hổ tương trăng, thằng Châu Điên này đắc lợi, tất cả đều bị thua, chỉ có mình tôi ăn. Anh chạy không thoát đâu. Đứng yên. Chú. Chú cái gì? Dương Tiến. Dương Tiến là để em gọi thôi. Từ ngày anh ngồi lên chiếc ghế đầu rồng, tôi thấy mặt anh là chướng mắt rồi. Hôm nay anh và tụi nó chết chắc thôi. Hèn chi tối hôm qua anh đã giết con nuôi của anh. Vô độc bất trùng phù. Không phải anh chết là tôi chết. Anh chịu chết đi, Châu Điên. Dạ. Ra tay đi. Mày làm gì vậy? Chỉ súng vào ông. Anh Lực, tuồng kịch này hấp dẫn không? Đứng dậy đi. Anh Châu Điên. Diễn hay quá. Lát nữa nhận tiền rồi chơi dán bóng bàn với tôi nha. Đương nhiên rồi, lần trước khi không thua anh. Đây là nghĩa lý gì đây? Dương Tiến đã có âm mưu từ lâu, muốn giết tôi để mà giá họa cho anh, và chờ cho đến khi đảng Tây Đen trả thù thì ông sẽ thừa cơ giết anh. Nào ngờ khi tìm sát thủ ở Hồng Kông thì lại tìm nhầm bạn của tôi. Chúng tôi đánh bóng bàn trên phố tàu từ nhỏ tới lớn. Cũng vừa lúc hai anh chàng này tới đây mạo danh tôi, cho nên tôi tương kế tự kế để dụ ông lộ ra chân tướng của ông. Nó cho anh bao nhiêu tiền mà anh bán rẻ tôi? Ông cho 2 triệu, anh cho 1,5 triệu. Tôi cho anh nhiều hơn nó mà. Tại sao anh lại giúp nó? Khá xa đó mà. Ông cho tôi 2 triệu biểu tôi giết người là tội ác đó mà. Còn ảnh thì khác, ảnh cho tôi 1,5 triệu để nhậu nhà tắm hơi thôi, chỉ đóng một tuần kịch thôi đó mà. Nếu là ông trộm bên nào hả? Thiệt là ngu.
Dương Tiến, anh thật quá ngây thơ. Cái anh Châu Điên này, cho dù không phải là người của anh Lôi Lực, thì anh không thể giết nổi tôi đâu. Tôi đã an bài 3 tên sát thủ ở bên ngoài để phòng ngừa những chuyện bất trắc xảy ra. Họ là những người khát máu. Anh dám nhúc nhích, họ sẽ bắn anh ngay không cần phải suy nghĩ. Thật không hổ danh lão giang hồ hả? Lôi nhân chứng ra ngoài đi. Tối nay sẽ xét xử. Đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi về tình phản đồ này nha. Tiếc rằng từ nay về buôn bán trong sòng ở bên Mỹ, tôi sẽ không thà thứ cho anh đâu ha. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Rất quan nghênh anh chỉ dạy cho. Một đồ tám của anh đang hả? Dù. Em biết anh ăn chắc mà. Nếu như em thấy lo thì ở lại một lát đi. Tiếp đại quý tân của mình cho đàng hoàng. Nè, hợp tác vui vẻ. Hai, cảm ơn. Cầm giùm anh đi. Qua đây. Tôi thật là có chút gì không hiểu mấy đâu. Cái giá cuối cùng tại sao ông Hùng lại thưa tôi chứ? Lá đơn nhất của ổng, tôi có bất cứ đồ nào cũng ăn ổng mà. Thật ra thì ổng đâu có xem anh là cái gì đâu. Chủ yếu là không thua tôi thôi. Ở bên Đài Loan số tiền cá ổng và tôi ai thắng đó hả? Rất là to lớn. Ông làm cái lớn, người theo tôi thì đông. Miễn là không thua cho tôi là hốt bạc rồi. Thì ông không coi trọng số tiền trên một bàn à, nè. Hay là anh trừ đi số tiền tôi và anh mù mà thiếu của anh đi à, thôi mà kệ đi. Cảm ơn. Ở bên Đài Loan và ở bên Nam Dương đã đặt nặng nơi anh. 1 trúng 30. Tôi mới là kẻ ăn lớn. Nếu không tôi đâu có làm mối cho anh xây tổ ấm chứ. Hai người hãy đi đi. Có rảnh đến Mỹ thăm tôi nha. Tôi chứ định tới thăm mình. Cho thời gian 1 năm đi nha. Chừng đó tôi sẽ chính thức khiêu chiến với Chí Tôn Lùi Lực. Tốt. Tôi chờ anh. Hai cái thằng mất dịch đâu phải là người đâu. Tôi coi anh ấy là anh em. Anh ấy của tôi là một thằng ngốc. Lần nào cũng bị người ta đánh. Bây giờ kết nhau hốt bạc không chừa tôi cũng không sao. Còn dám lừa gạt tiền sư máu của tôi nữa hả? Sao lại không chừa anh chứ? Cái này là của anh nè. Lấy xài đỡ trước đi. Tôi có chi khí, tôi có chân có tài. Sứ Hồng Kông này không chết đói đâu. Tôi không thèm tiền thuốc của anh đâu. Hình như là nổ sùng nữa. Anh quen anh cũng chưa lâu đâu. Được rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Tôi quyết định không lợi cho hai anh. Tôi đem tiền làm gì từ thiện, dùng để cất nhà thương, xây nhà trường, xây cơ sở, xây thư viện, dùng để mở phòng trà và mở luôn quán. Quán mở cái gì nữa đây hả? Có nhiều tiền như vậy đương nhiên là mở gái rồi.